Cô chào các em học sinh lớp 4. Vậy là thời gian này chúng ta đã bước qua học kỳ 2 rồi và chúng ta sẽ học chương trình học kỳ 2 của quyển sách Tiếng Anh 4 Global Success, các unit từ 11 đến 20. Và hôm nay thì cô sẽ giới thiệu cho các em từ vựng của unit 11, Lesson 1. Nếu các em thích tài liệu này, các em có thể nhắn tin cho cô để cô gửi tài liệu cho các em nhé. Đây là tài liệu cô tự soạn, và nếu như các em cảm thấy tốc độ nói của cô hơi chậm thì các em có thể chọn bấm tốc độ 1.25 để nghe nhanh hơn một chút nhé. Bây giờ chúng ta bắt đầu. Chúng ta có ba cột, đây là từ loại, đây là từ vựng tiếng Anh và ô bên phải là từ vựng nghĩa tiếng Việt. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu. Đây là phiên âm của từ các em nhé. Đối với các anh chị cấp 2, lớp 6 trở lên thì bài tập phiên âm, ngữ âm chiếm điểm số cũng khá cao trong bài kiểm tra bài thi, nên cô mong muốn bây giờ các em tập làm quen để sau này không còn bỡ ngỡ. Chúng ta có từ school là trường học. Danh từ, chúng ta cùng viết nhé. School. Nghĩa là trường học. Từ tiếp theo là house. House. Các em có đoán được đây là từ gì không? Đó là ngôi nhà, phải không nào? House. Number 3, từ số 3, small, small, nhỏ bé. It, đại từ, pronoun, it, có nghĩa là nó. Noisy, ồn ào, tính từ chúng ta viết là ajri. Và đây là từ viết tắt của chữ adjective, tính từ các em nhé. Và danh từ là viết tắt của từ noun. Noisy. It means ồn ào. Nó có nghĩa là ồn ào. Busy, tính từ, bận rộn. Busy. Bận rộn. Green, màu xanh lá cây, vừa là danh từ vừa là tính từ. Màu xanh lá. Wear là động từ mang, mặc. Và where cũng là từ where, ở đâu các em nhé. Và khi đó nó là đại từ nghi vấn. Và ở đây thì where này là động từ mang mặc. Where, mang mặc. Live, sống, động từ. Live, sống. Street, đường phố, danh từ. Street, đường phố. Road, danh từ, con đường. Road, con đường. Cái chỗ này bị lỗi phông rồi các em. Con đường. Birthday, ngày sinh, sinh nhật, danh từ. Birthday, ngày sinh. Like, động từ, thích.
Like. Thích. What? Cái gì? What? Sorry. Đại từ nghi vấn các em nhé. Village, ngôi làng, danh từ. City, thành phố, danh từ. Bây giờ chúng ta phần qua phần mẫu câu các em nhé. Mẫu câu số 1, number 1, where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? Question mark, dấu hỏi. Where do you live? Và dịch qua tiếng Việt là bạn sống ở đâu? Number 2, I live in Trần Hưng Đạo Street. Mình sống ở trên đường Trần Hưng Đạo. I live in Trần Hưng Đạo Street. Mình sống trên đường Trần Hưng Đạo. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Mẫu câu của chúng ta được lặp lại các em nhé. Where do you live? I live in Quang Trung Road. Mình sống trên đường Quang Trung. I live in Quang Trung Road. Mình sống trên đường Quang Trung. Number 5. Where do you live? Bạn sống ở đâu? Where do you live? I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. Mình sống ở số 81 đường Trần Hưng Đạo. I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. Number 7. Where do you live? Bạn sống ở đâu? I live at 9 Quang Trung Road. Mình sống ở số 9 đường Quang Trung. I live at 9 Quang Trung Road.
Mình sống ở số 9, đường Quang Trung. Đây là phần bài học của cô và trang số 2 là bài tập các em có thể làm ở nhà. Bây giờ cô và các em sẽ ôn lại từ vựng và mẫu câu một lần nữa nhé. Trường học, school, school, ngôi nhà, house, house, nhỏ bé, small, small, nó, it, it, ồn ào, noisy, noisy, bận rộn, busy, busy, màu xanh lá, green, green, mang mặc, wear, wear, sống, live, live, đường phố, street, street, con đường, road, road, ngày sinh, birthday, birthday, thích, like, like, cái gì, what, what, ngôi làng, village, village, thành phố, city, city. Chúng ta qua các mẫu câu. Bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Mình sống trên đường Trần Hưng Đạo. I live in Trần Hưng Đạo Street. I live in Trần Hưng Đạo Street. Bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Mình sống trên đường Quang Trung. I live in Quang Trung Road. I live in Quang Trung Road. Bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Mình sống ở số 81 đường Trần Hưng Đạo. I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. I live at 81 Trần Hưng Đạo Street. Bạn sống ở đâu? Where do you live? Where do you live? Mình sống ở số 9 đường Quang Trung. I live at 9 Quang Trung Road. I live at 9 Quang Trung Road. Như vậy là phần giới thiệu về từ vựng của Unit 11 Lesson 1 đến đây của cô là hết rồi các em ạ. Và cô hẹn gặp lại các em ở phần bài học của quyển sách Tiếng Anh lớp 4, Lesson 1, Unit 11, các em nhé. Cảm ơn các em đã theo dõi bài học của cô và hẹn gặp lại các em ở các video kế tiếp nhé.